Thưa quý vị, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công Nông Binh tỉnh Tây Ninh năm 2024 cũng đã khép lại và đã chọn ra những đội nghệ thuật quần chúng có tiết mục tham gia hội diễn xuất sắc nhất để khen thưởng. Đến dự lễ bế mạc có bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Nguyễn Nam Giang, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh. Với chủ đề Hương sắc Tây Ninh, hội diễn năm nay thu hút sự tham gia của 34 tiết mục của 14 đội nghệ thuật quần chúng đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, gồm Sư đoàn 5, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Hội diễn năm nay được đánh giá là có nhiều tác phẩm xuất sắc và chất lượng cao, nhất là các tác phẩm, các tiết mục nghệ thuật mới với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước, cũng như các tác phẩm, tiết mục nói về truyền thống cách mạng, nét đẹp văn hóa và sự phát triển của quê hương Tây Ninh. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao 14 giải thưởng cho các đơn vị. Trong đó, hai giải A của hội diễn năm nay thuộc về đội nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu và đội nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.